nói chẳng thật ấy phải biết đó là khái niệm không phải hữu tình như trong tưởng không thật hữu tình tất cả hữu tình vọng chấp là thật nên nói tất cả hữu tình không thật hữu tình này thiện dũng mãnh nói không thật ấy là đối với trong này không thật không khởi vì tất cả pháp đều là không chân thật cũng không phát khởi. Hữu tình trong này do hư dối chấp trước mà tự ràng buộc nên có thể nói tất cả hữu tình đều là hư dối. Duyên theo hữu tình họ đối với việc làm của mình không thể hiểu rõ nên nói là không thật hữu tình. Tức là trong nghĩa này phải giác ngộ viên mãn cùng khắp. Nếu họ đối với các hành có giác ngộ viên mãn cùng khắp thì biết người ấy gọi là Bồ Tát. Thế quyển thứ 593